đón xem phần 3 cận cảnh làm cổng rồng phụng cực đẹp tại Dòng Trơm. Bây giờ mình đang chuẩn bị cây để làm cái sườn cho cái cổng của mình. Ở đây, ở Bến Tre mình á, thì lá dừa nước rất là nhiều, ở đâu cũng có lá dừa nước. Tốt nhất là cặp các sông rạch ở Bến Tre. Thì cái cổng của mình á, là ở cặp sông nên cây lá là có sẵn. Thì các bạn chỉ cần ra ngoài sông và chặt và đem vô thôi hả. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hoàn thiện con phụng. Gắn hoa tươi vô cái phần mình của con phụng. Sử dụng khoảng 2 ngày á, thì hoa của mình nó vẫn còn tươi đẹp. Mình đã hoàn thành xong cái sườn rồi nè. Đó, cái sườn này lên con rồng phụng rất là to nha các bạn. Rất là to luôn. Sáng giờ có làm gì không mà uống nước dữ vậy? Cái công đoạn tiếp theo là mình sẽ phủ kính, che lấp cái phần khuyết điểm của cái sườn. Mình sẽ dùng lá đũng đỉnh để che cái phần sườn của mình. Thì các bạn biết là lá đũng đỉnh là một trong những cái lá mà ở miền Nam, nhất là ở khu vực Bến Tre mình á, rất là thích sử dụng lá đũng đỉnh, trái đũng đỉnh để trang trí trong các tiệc cưới hỏi. Do đó các cổng của mình sử dụng lá đũng đỉnh để tạo thêm cái phần mảng xanh cho cổng của mình thêm đẹp nha các bạn. Khi mà mình đã hoàn thành một ngày trước đó rồi á, nhưng mà một số chi tiết á, một số hoa mình chưa có hoàn chỉnh, thì bây giờ là mình đang hoàn chỉnh cái phần khuyết điểm đó. Còn bản lễ thì mình cũng đang hoàn chỉnh một số chi tiết để tạo điểm nhấn cho cái bản lễ của mình thêm đẹp. Thật sự là rất là kỳ công á các bạn. Sẽ hoàn chỉnh một số cái chi tiết còn lại của cái phần đuôi. Hoa đồng tiền này mình sẽ gắn vô cái phần đuôi của con phụng. Phần đuôi thì nó rất là dài, cỡ gần
2 mét mấy 3 mét. Do đó mình chia thành từng đoạn hoa để thêm phần sặc sỡ cho cái đuôi con phụng. Các bạn có thể thấy từng chi tiết của cổng rồng phụng được thực hiện rất tỉ mỉ, rất là chi tiết. Thì bây giờ mình sẽ đem tất cả các chi tiết này để mình ráp vô cái cổng. Đầu tiên là mình sẽ định vị bán lễ cho nó ở giữa cái cổng của mình. Và tiếp theo mình sẽ định vị đầu con rồng, con phụng trước. Và bây giờ đã giữa trưa rồi, mình và các bạn của mình sẽ nạp năng lượng một chút xíu nha. Và mình sẽ quay lại để thực hiện cổng trong tiếng đồng hồ nữa. Sau khi nạp năng lượng xong thì chúng ta tiếp tục thực hiện những công đoạn để ráp cái cổng rồng phụng của mình nha. Mình muốn ghi lại những khoảnh khắc mà các bạn làm một cái cổng rồng phụng từ đầu đến cuối để cho các bạn thấy được làm cái cổng rồng phụng có thật sự là dễ dàng như mọi người từng nghĩ hay không nha. Quá trình làm cổng của mình thì mình chỉ trích lược một số hình ảnh quan trọng để cho các bạn xem thôi. Thật sự mình làm một cái cổng rồng phụng thì cũng phải có mất hết là mấy ngày đó các bạn. Từng chi tiết được thực hiện rất là tỉ mỉ, rất là công phu. Do đó cổng rồng phụng nó sẽ có cái giá trị riêng của nó và mang lại nhiều ý nghĩa cho gia chủ. Clip của mình thực hiện cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc phần 3 ở đây và mời các bạn đón xem phần 4. Xin mời các bạn cùng theo dõi với mình nha.